Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống và tăng cường sức đề kháng cá nhân, thì làm sạch, thông thoáng nhà cửa là việc làm cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Làm thông thoáng không khí trong nhà, theo khuyến cáo của tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhà ở kém thông thoáng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí và có thể góp phần vào việc lây lan dịch bệnh, đặc biệt tại những nơi đang được cách ly hoặc đang có mật độ người bệnh cao, điều này càng cần chú ý hơn. Bạn nên mở cửa sổ để không khí được lưu thông nhằm đảm bảo có không khí sạch trong nhà bên cạnh đó bạn cũng cần xem lại hệ thống thông gió trong nhà một hệ thống thông gió hiệu quả sẽ giúp bạn có không khí trong lành lưu thông trong một hoặc nhiều không gian và loại bỏ không khí bị ô nhiễm thường xuyên dọn dẹp không gian sống lau chùi các bề mặt tiếp xúc trong nhà cũng là thói quen tốt cần lưu ý ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng máy lọc không khí hoạt động dựa trên nguyên tắc hút đẩy máy lọc không khí sẽ hút các phân tử độc hại giúp người dùng dễ chịu hơn trong không gian sống trong lành Cách dùng điều hòa nhiệt độ như thế nào cho đúng để phòng lây nhiễm COVID-19? Trong thời tiết sắp bước vào mùa hè nắng nóng, chúng ta cần biết cách để sử dụng điều hòa nhiệt độ hợp lý để phòng lây nhiễm COVID-19. Điều đầu tiên, khi nhiệt độ môi trường cho phép không nên dùng điều hòa, hãy mở các cửa để đảm bảo thông thoáng không khí. Ngừng sử dụng điều hòa có nghĩa là cắt đứt sự lây lan của virus. Thứ hai, hãy để ở 27 độ C thay vì bật quá lạnh. Thứ ba, khi dùng điều hòa tổng sẽ có nguy cơ lây nhiễm chung. Dùng điều hòa với cục nóng riêng sẽ đảm bảo an toàn hơn điều hòa tổng. Thứ tư, phải đảm bảo vận hành điều hòa tổng với không khí trong lành, gió tươi, tăng cường làm sạch, khử trùng màng lọc và linh kiện. Chú ý không để nước đọng trong đường ống và hệ thống chống đông. Thứ năm, khi mới phát hiện bệnh nhân COVID-19, bắt buộc phải dừng sử dụng điều hòa để thực hiện làm sạch và khử khuẩn, chỉ khi điều hòa đã đảm bảo khử khuẩn an toàn mới được sử dụng. không hút thuốc. Khói thuốc lá để lại dấu vết lâu dài trên tường, vải, sàn và trần nhà. Hít không khí trong một không gian kín bị ô nhiễm bởi thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và rối loạn hô hấp là vấn đề từ lâu được giới chuyên gia đề cập. Do đó, khi ở trong nhà, dù có căng thẳng đến mấy, nhưng để luồng không khí đảm bảo sạch sẽ, sức khỏe không bị sa sút trong mùa dịch, giới chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không hút thuốc trong nhà. Nếu bạn muốn hãy tìm một không gian thoáng rộng hơn như hút ở trên sân thượng, ngoài ban công rộng rãi. Không lạm dụng sản phẩm tẩy rửa công nghiệp nên lựa chọn những chất tẩy rửa tự nhiên. Nhiều người đang tận dụng thời gian ở nhà khi dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến mới khó lường để lên kế hoạch làm sạch nhà liên tục bằng các sản phẩm tẩy rửa công nghiệp cần hết sức cảnh giác. Vào tháng 4 năm 2019, một nghiên cứu được thực hiện bởi Tạp chí 60 Million the Consumer của Pháp đã nhấn mạnh sự hiện diện của các chất độc hại và gây ô nhiễm trong 60 thương hiệu bán chạy nhất. Thay vào đó, hãy lựa chọn những sản phẩm chất tẩy rửa tự nhiên an toàn hơn. Trong các siêu thị mua sắm hiện nay, không thiếu những loại chất tẩy rửa như thế. Xà phòng kali, xà phong cứng truyền thống, lachi chi bicarbonate và giấm trắng là những đồng minh tự nhiên quý giá trong việc giữ cho ngôi nhà của bạn sáng bóng sạch sẽ và không phải lo tác dụng phụ. Cố gắng giữ độ ẩm trong nhà của bạn trong khoảng từ 30% đến 50%. Bên cạnh đó, hãy luôn đảm bảo thông gió thích hợp trong khu vực ẩm ướt, chẳng hạn như phòng tắm. Điều này giúp ngăn ngừa nấm mốc có liên quan đến các triệu chứng đường hô hấp trên. Một số người nhạy cảm hơn những người khác, bao gồm trẻ sơ sinh và trẻ em, người già và những người có vấn đề về hô hấp như dị ứng và hen xuyễn, càng cần đảm bảo sống trong môi trường thoáng khí. Quý vị và các bạn thân mến, những nghiên cứu mới nhất về COVID-19 sẽ là chủ đề mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.